xin chào. Dạ, con chào bác ạ. Bữa nay con thấy hoa đẹp nên con mua tặng bác. Cảm ơn cháu. Dạ, con chào cô. Chào con. Mình vô trong nhà nha. Dạ. Xin mời. Hôm nay gia đình mình quây quần đông đủ rồi. Mẹ... bác à... bác muốn bàn chuyện đám cưới sớm nha. Sao? Bàn chuyện đám cưới ạ? Thật ra thì bác suy nghĩ như vậy ha. Bác nghĩ là Khang nè, Hằng nè, tụi nó lớn rồi. Tụi nó cũng đủ hiểu là cha mẹ thì phải có hạnh phúc thì gia đình mới đầm ấm được. Cho nên cái chuyện này nếu mà mình bàn càng sớm càng tốt ha con. Bác ơi, chuyện này con vẫn chưa... Em à, ý anh cũng giống như ý mẹ vậy. Bây giờ anh với em đã lớn tuổi rồi, mình không cần phải tổ chức rình rang như tụi nhỏ đâu. Em à, đây là chuyện quan trọng. Em suy nghĩ cho kỹ rồi quyết định càng sớm càng tốt. Em... anh muốn sống chung với em mà. Đúng rồi đó con. Ở bên đây là chuẩn bị xong hết rồi, sắp xếp chỗ hết rồi con. Bây giờ chỉ cần con dọn qua thôi. Con tuần tới dọn nha. Sao dọn qua đây ạ? Nội, vậy là cô Hồng dọn qua đây ở luôn á hả nội? Nói gì kỳ con? Không dọn qua đây chứ dọn qua đâu? Bác ơi, chuyện đó... Em mà dọn qua đây ở luôn á thì quá tốt em à. Ước mơ của mẹ, mẹ về già con cháu tề tụ đông đủ, có cả Khang cả My qua đây ở nữa thì ấm cúng lắm. Con biết không, mẹ chỉ nghĩ gì nè, cái tuổi già mà có con có cháu ở chung quanh mình, chứ không thôi cái nhà rộng về mà vắng á con, buồn lắm con. Con xin lỗi bác, nhưng con không thể dọn qua đây được đâu ạ. Sao lại không được? Em còn băn khoăn chuyện gì nữa hả? Chuyện gì thì em vẫn chưa quyết, nhưng chuyện dọn qua đây sống thì chắc chắn là không được đâu anh. Em không thể nào đồng ý với chuyện đó được. Ủa sao không đồng ý? Ủa sao không được? Tại sao lại không thể qua đây? Hả? Để nội về một mình có sao mà? Không sao đâu con. Nội cũng đã lớn tuổi rồi, thức khuya không được. Để nội về nghỉ ngơi trước đi. Đây, vitamin của em cắt rồi nè. Mời cả nhà. Anh định là rủ Khang làm thêm vài ly nữa. Có chào không em? Oh my god, nhậu nữa hả? Con cũng muốn uống với ba với anh Khang nữa. Vậy để con xuống bếp làm chút đồ nhắm ạ. Hàng phụ chị nha. Dạ, chị dâu. Hả? Thì ở nhà nào thì tính theo bên nhà đó. Ở bên đây em gọi anh Khang là anh trai, thì chị là chị dâu đúng rồi. Yeah, nhập gia tùy tục. Con như vậy là good. Thôi vụ, để mất công có chuyện rắc rối xảy ra nữa. Nhanh. Đúng rồi đó, vô phụ chị đi. Dạ. Để con vô lấy ly nha. Oh my god, bây giờ nhậu rồi trái cây của em cắt sẵn làm sao đây? Thì cứ để đây chút xíu nè ăn. Em nhậu chút xíu nha. Coi kìa, chủ tịch tập đoàn Thành Phát. Bây giờ hả, cái gì cũng phải hỏi ý kiến vợ. Anh nhậu chút xíu nha. Em, nhà anh có nóc chưa? Yeah, understand. Chuẩn bị chưa? Đừng để thua đó nha. Con nghĩ chú mới phải là người chuẩn bị tinh thần ở đây đó. Thôi uống vui, đừng có thi thố đó nha. Em, thi thố mới vui chứ, đúng không Khang? Mẹ à, nhưng mà chú muốn thua thì mẹ cứ để chú thua đi. Đồ nhắm đây. Oh. Em sẽ chọn về phê của anh hai. Dù sao ba cũng già rồi, sao đỏ được với anh hai, đúng không? Yeah. Con nha. Em cười cái gì? Em về phê anh đó. Thôi, mình thi đi. Bắt đầu nha. 2, 3. Vô. Wow. Đã quá.
Đúng là con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh mà. Còn đấu được nữa không? Tiếp. Sợ chú chắc. Vô. Thôi anh, đừng uống nữa, uống nhiều rồi. Uống thêm là chết đó. Em không có chết được đâu. Nhưng mà nhìn mặt nè, không uống được nữa đâu anh. Còn uống được. Nó là con trai của anh, uống nghìn ly cũng không biết sai nữa. Tại em nuông chiều nó quá. Em nhìn nó đi, da thì trắng, tay thì mềm như cái đầu hũ vậy, người thì như cọng bún. Ông đang chê tôi yếu đó à? Kháng, Kháng. Nó sai rồi, nó không chấp đâu. Ai sai? Ai sai hả? Hôm nay tôi đã định nhường ông rồi, mà coi bộ không ổn. Kháng. Ông cục trước là cái chắc. Có chí khí. Ai cục trước thì phải làm theo điều kiện của người chưa cục. Chơi không? Chơi. Tốt. Cô ơi, sao con? Cái đống này đống gì? Đống chén dĩa dơ hả? Dạ. Con chỉ việc bỏ vô máy rửa chén rồi con rửa thôi. Nhá. Nhưng mà cô ơi. Sao nữa con? Dạ, máy rửa chén con cũng không biết xài. Không biết xài máy rửa chén? Con nói chị My chỉ cho. Dạ cô, nhưng mà chị My nói ra ngoài có việc gấp rồi. Chuyện gấp, con biết My đi đâu không? Dạ con không biết, nhưng mà con nghe chị nói là chỉ về nhà mẹ của chị một chút. Vậy cái đông chen dĩa này con rửa tay đi. Dạ. Cô đang hơi đau đầu một chút, cô lên lầu uống viên thuốc. Đúng là mẹ ghẻ, không sai chút nào. Giỏi. Đang làm gì lắm? Đương nhiên làm gì rồi. Làm ly nữa được không? Ba à? Tại sao không nhỉ? Trời. Anh hai. Trời. Nè. Cầm cái này á để làm gì? Có uống được nữa không? Giấc mơ của mẹ xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOON.